Đẹp trai là do nơi trời ban. Trời ban. Còn sống. Trời ban là mỗi con người của mình là mỗi một cái mỗi cái sắc đẹp đi kiếm người yêu. Cái gì? Lần đi để mà đi kiếm tình yêu. Kiếm tình yêu hả? Dạ. Rồi. Nó biết kiếm tình yêu nữa hả? Dạ biết. Ồ hay ha, biết luôn. Cái hào đó của vợ em. Là sao thóm này của vợ anh hả? Còn con ốc? Ốc là của mình đó. Của mình ha. Dạ. Mình chỉ lấy lại cái thau thôi. Dạ. Như đây là trúng mánh chưa? Dạ. Trúng mánh, quay coi chơi. Quay coi chơi rồi. Mình về gì thấy nó có uổng phí không? Dạ không. Nhiều lúc em sợ ổng trời mưa bốn anh em mình đỡ tay không kịp đâu rồi kêu ông về chứ. Ừ. Chứ không phải là anh sợ hả? Không, không có sợ. Thiệt không? Không thiệt. Nhưng mà có một cái là như sợ ổng tận bốn anh em mình tở tay không kìa. Ừ. Nó còn ướt áo. Anh vô đồng vậy anh cảm giác anh hứng gió thấy nó mát không? Hả? Hứng gió này thấy nó mát không? Mát mà thấy từ cái màu từ này thấy buồn bã lắm. Dạ. Dạ. Màu trời sao mới vui vẻ. Trời nắng á. Anh có đi chơi đâu cũng vậy, bất cứ chơi ở đâu cũng vậy mà lựa trời nắng đi. Cái trời mưa đừng có đi bị mà. Dạ. Đi từ có khi túng cái dịp mưa của ổng đó. Ừ. Nhiễu xuống ướt áo chết. Ừ. Ướt áo mà thay áo khác. Thì biết rằng vậy rồi mà đều có cái sợ mình tở tay không kịp với ông. Tở tay không kịp luôn. Dạ. Vài ngày nữa nhà anh cắt rồi, cắt xong rồi có nhà lầu biệt thự rồi có đi mua ốc tiếp không? Dạ sợ cái kiểu như vô đây không còn ốc nữa đó. Ừ. Sợ như bốn anh em mình như buồn. Ừ. Cái này môn là đi đi về nước nào mò hay sao với nước này vậy? Đi về nước nào này nó môn là đồ á, đi về vùng ngoài mò với vùng mình giờ cắn kê cà phớt kiểu như là hết ốc này như về nước ngoài mò hay sao. Ừ, chứ nước Việt Nam là mò hết vui hả? Dạ mò cái như nó qua cái như cái thời con gái cái như là thời con gái nó qua. Thời gái nó qua là sao ta? Là cứ như mình đi vô mò ốc này nè. Ừ. Mình xuống mò mà cái gì qua hờ là cũng như nó hết ốc ít. Ừ. Có mà cũng như ít. Ừ. Là bốn anh em mình nó buồn. Ừ. Nhà có nhiều nó mới có cảm giác, nó mới có vui. Ừ. Bữa nay là ít hơn so với mọi ngày hơn Tú. Dạ. Anh đi vô đồng gì thì anh lội gì anh thấy có cực lắm không? Dạ. Rồi mò ốc với sình á. Cái này cảm giác của tôi đối gì với tôi là mò như có bốn anh em mình đây là mò tôi không bao giờ mà nghĩ cực bọc mà nếu cái tôi sợ mưa xuống là tở tay không kịp với ông. Ừ. Mà không ướt áo cho mà của mình vô. Ừ. Đi là đi trần nắng á, không có lựa đi là đi trần nắng chứ cực thì anh không ngại, không có ngại ngùng gì đâu mà điều cũng cái ông đi là ông lựa trần nắng ông đi, ông nghe lời tôi đi trần nắng á. Trời mưa này đi nó hầm hình lắm. Đi có mà điều nó hầm hình lắm. Ừ. Hiểu không? Ý tôi nói không? Hiểu không? Ừ. Đi mà điều nó hầm hình lắm. Ai? Bắt đó. Bắt cũng có gì mà điều khó ăn lắm. Khó ăn nữa hả? Dạ. Rất là khó ăn. Sao khó ăn? Nghĩ hiểu như ít. Ừ. Khó ăn lắm. À. Bữa nào hả? Khó ăn nó lắm. Bữa nào rảnh thì cà phê. Còn không cũng rảnh hết tiền thì đi mò ốc kiếm tiền cà phê. Bất cứ đi chơi ở đâu cũng vậy, lựa tàu nắng đi vui. Vui hả? Dạ. Thì sớm vợ đòi đi theo mò ốc sao không cho? Ai? Vợ anh á. Có như nhà cửa sắp cắt đó. Ở nhà cũng để phụ tiếp mẹ già. Ừ. Chứ đi theo mò thấy cũng cản tài ha. Dạ. Nó cũng như nó cản tài bốn anh em ngoài. Bây giờ mình chỉ muốn về để mà giúp việc cho bà đến đi. Ừ. Người ta thấy thích vợ đi theo mà tại sao anh không thích? Hết là lo cho bà tên, cắt nhà xây nhà cho bà rồi đàng hoàng. Ừ. Là khoái. Để cho bà ở nhà. Hồi sớm giờ có nói là chào anh Ốc đi về chưa? Dạ chào chú Ốc.
chào chú ốc sao? Chào chú ốc để mà cho cái nhịp hên để mà mình vô mình bắt cho nó điều cái sự như nó cái hợ con gái cũng như nó qua. Làm như trong lòng mình nó cũng thấy nó cũng có cái sự tâm sự buồn. Tâm sự buồn luôn trời. Hợ con gái là sao ta? Kiểu như hợ con gái mới lớn lên thì con người mình ở trong lòng rất là vui vẻ để mà mình có cảm giác mình vô mình bắt được mấy con ốc nó rất là vui. Mà như qua hồi con gái là như cảm giác thấy trong lòng nó hơi buồn buồn hơn. Buồn con gái hay là buồn con ốc? Buồn hồi con gái á. À. Như qua hồi. Ngồi xuống đây cho khỏe, ngồi xuống đây ngồi. Như nó qua hồi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Không còn nữa đúng không? Dạ, yeah, như nó qua hờ con gái. Ừ. Giờ cảm thấy là hết tâm sự vui rồi. Dạ. Yeah. Chỉ còn là tâm sự buồn rồi. Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ, dạ, dạ. Anh đi bắt ốc vậy là đi mình với anh sợ không? Anh Tú sao em thấy sợ quá à? Cũng như trong lòng cũng lo sợ mà đều muốn cái yêu bắt cái sự có bốn anh em mình thì bắt thì nó rất là vui. Mà giờ có cái ổng mưa, thở tay không kịp với ổng gì thôi. Mưa xuống nhiễu ướt áo chết. Bắt gì ta xin anh có cho? Dạ. Người ta xin anh có cho? Ta nói tôi bây giờ tôi anh đi bắt gì ta nói bây giờ tôi đói bụng cho tôi xin ký ốc anh có cho? Dạ, này cũng như mà mấy người khác á chứ không mấy anh em cho. Vì sao? Thì cũng như cho người ta ăn vậy đó để cho vui vẻ với mình. Ừ. Người ta xin mình vẫn cho luôn. Dạ. Không lấy tiền luôn. Dạ. Vì sao? Vui vẻ thôi hả? Ờ, cũng như lúc nào mình vui vẻ bắt thì cho người ta ăn mà tùy theo người nghe. Ừ. Như có anh gì tôi bắt tôi cho. Ừ. Còn mấy người khác? Còn người khác thấy tùy. Ừ sao kỳ vậy? Ờ tùy theo người với tùy theo người. Người sao mới cho còn người sao lấy tiền? Cũng như tùy theo người là cũng như nó hợp ý với mình. Ừ. Anh hợp ý với tôi hợp ý với anh. Ờ chúng ta mới hợp ý với nhau. Ờ mới hợp mới vô qua đây mới đi bắt được. Mới cho. Ờ còn nếu mà không hợp thì sao thì đi vô đây được. Quá hợp ý luôn. Dạ phải hợp ý mới được. Để cho con người mình nó vui vẻ ha. Dạ. Phải hợp ý mới được nha. À. Còn nếu mà không hợp ý là bắt trong lòng nó không được vui. Cái gì những cái chuyện gì mình quen tay gái gì quen nó hợp vào cái làm như nó bé trong mình. Nó sung gà. Nó sung con gà. Ừ. Còn nếu mà không hợp ý làm như trong lòng mình cứ lo sợ. À. Sao mà quen trai gái mà lo sợ? Cũng như là mình quen bạn gái bất cứ ai cũng vậy mà cũng vậy đó. Mình quen phải cho hợp tình hợp ý mới được. Còn nếu mà không hợp thì con người mình nó sẽ rất là buồn. Mà sao em thấy anh nói chuyện với vợ của anh là anh xin phép vợ đi bắt ốc. Vợ nói ừ anh nói dạ không à? Giả bộ mình nói gì chứ thật tới ra là em mà nếu cái mình như mình đi gấp quá mình kêu mình nói thí đại mình không biết chứ là thật tới ra là mình kêu vợ mình vẫn gì em dạ còn em à mà sao vợ anh ấy đi bắt ốc nhanh vậy nghe cái nói dạ thì cũng như nó lăn xăng lộn xộn quá đường lối của mình đi nó không ngay. Mình phải làm cho nó nhanh gọn hả? Dạ. Cho dạ cho nó hợp lý ha. Ngồi đây thấy mát quá anh Tú ơi. Dạ. Cảm giác ngồi đây thấy mát quá. Gió hiu hiu. Rồi sao nữa? Gió hiu hiu tao buồn ngủ quá vậy. Gió hiu hiu con người của mình nó mới buồn ngủ. Ừ. Ngủ nó rất là khỏe. Ờ. Có bao giờ bắt ốc nằm ngủ trong đồng luôn không? Dạ không. Không hả? Giờ ở đây đợi ông mở mưa xong rồi về ha. Sao nghe ông sấm sét nhìn lên không anh? Sao nhìn lên không vậy? Sớm giờ nếu mà không có ba anh em ở đây á, thì như anh Tú không mà trời gầm gì là anh Tú còn ở đây không hay đi về? Bây giờ thấy ông sao ông làm hình thấy ông làm thấy khoảng cách của ông ớn. Cái khoảng cách ông quá xa ha. Dạ, thì giờ nhà để mình nghỉ ngơi gì ở nhà mình nghỉ ngơi cho nó ngủ cho nó yên giấc. Còn ở đây? Còn ở đây sao ông làm hùng hùng hoài ớn. Về nhà mình ngủ cho nó sướng.
Chứ để ông đi đi chạy tới chợ lưu hoài nghe ông hâm he hoài chuyện này chuyện nọ hoài cho thấy ớn. Ông trời hâm he là ờ ông làm nghe hì hì mình nhìn thấy sắc màu không không hên. Sắc màu không hên là sao? Là ông cứ chuyển thấu hù thấu hì hoài. Ông cứ làm gì hoài cha tao không dám bắt được. Cha tao không dám bắt được đó. Đó ông như tiên lên trời sao như mình cứ phạm trời. Gió mát nè, trong khi đó mình nắng lại chút xíu đi. Bình thường anh cũng đi hóng gió mà. Bữa nay gió mát gì là nó sẽ có cái cơn lạnh làm cho cái con người mình nó sung sướng rồi. Ở đây mình hóng gió đi. Hóng gió thì cứ lấy cái nịch mình nịch lại không? Dạ. Có cái nịch nịch lại không? Đúng rồi, nói, cái gì nói quá nói, giờ còn được cũng được biết. Là... khỏi nịch luôn. Vì quá nhiều công việc. Quá nhiều công việc. Rồi sao? Như quá nhiều công việc là cũng như là anh quá hết giúp lời nữa. Trong lòng của tôi cũng không ham. Anh giúp lời nha. Không ham gì? Quá hết nhiều giúp lời nữa. Như tiếng anh hốt ra ngoài quá nhiều nữa. Là sao? Trong lòng mình cũng hơi mắc cỡ. Sao mắc cỡ? Sao mắc cỡ? Như quá thằng quà. Quá thằng quà. Trong lòng của mình cũng như hơi mắc cỡ hơn. Hơi ngại hơn. Ngại ngùng ha? Dạ. Nhìn mặt anh Tú không cũng mắc cười à. Sao ta nói nhìn anh đẹp trai mà mắc cười là sao anh Tú? Dạ. Yeah. Ta nói nhìn mặt anh Tú là nhìn đẹp trai. Ta nói nhìn mặt anh Tú đẹp trai. Ông ngờ của mình đẹp trai là do nó trời ban. Dạ. Dạ. Dạ trời ban. Ừ. Còn xấu? Thời gian là mỗi con người của mình là mỗi cái sắc đẹp nó khác nhau vậy đó. Ừ. Sắc đẹp của anh là sắc đẹp gì? Trời phù hộ. Sắc đẹp trời phù hộ à? Dạ, trời phù hộ cho mình chứ mình không biết. Trời phù... cũng như mình đi đến cái gì đó mà giống như mình đi chứ cũng không biết đường mò như mấy con ốc. Ừ. Sao? Chuyện đó mình đi vô đồng mình mò ốc, ốc gì mò chứ mình cũng không biết. Chứ mình không có không biết mấy ốc. Ờ con người của mình làm như nó không có để. sao mà anh Tú cười, anh Tú giờ em không anh Tú? Cái này con muốn là đồ, cái này vui là muốn đi ra ngoài sông nước ngoài mò sao. Qua Úc mò. Dạ, đi qua Úc mò. Qua nước Úc á. Dạ đi qua nước Úc rồi. Ừ. Có bà chị ở bển đi qua bển mò. Em tính đi qua nước Úc giúp việc cho bà mà sợ như đi qua bển sợ qua bển bà chơi bay em đó. Làm không lợi mấy người bạn khách bạn của quả. Ừ. Nhiều lúc mình cũng buồn. Giúp việc là giúp gì? Như sợ qua bển mình con người của mình không đủ sức khỏe mà để giúp việc cho bả đó. Bạn bè của bả chơi vai mình này nọ. Như cái việc của mình đó, sợ bả chơi vai. Là cũng như là mình làm đàn ông mà không có đúng khoảng cách với quả đó. Tội nghiệp cho quả. Giúp việc là giúp gì? Giúp việc là cũng như mình có ăn học khoảng lớp 10 rồi. Mình đi qua bển để mà che chở bả, phù hộ bả để cho bả mặn ăn, trút bánh giàu to lên vậy đó. Còn mình yếu người yếu nghiệp qua bển sợ bả nhiều lúc bạn bè của bả gặp mình bả chê bai, hiểu không? Rồi mình cũng làm biến đi. Mình cũng buông xuôi luôn. Mình cứ sao vậy? Em buông xuôi luôn. Cũng như ai làm sao làm. Buông xuôi cho số phận luôn hả? Ờ, buông xuôi tại vì cái kiếp số của mình thôi. Mình phải chịu thôi chứ sao vậy? Hay kiếp số. Mà anh đi qua bển rồi vợ bỏ cho ai? Dạ. Anh đi qua bển rồi vợ bỏ cho ai? Cũng như em muốn cái sự mình nghĩ ngợi là con người cũng đã có ăn học từ lớp 10 để qua bển để mà phù hộ che chở và để cho bà mặn ăn. Gia
nào có lên gì. Chứ nếu mà mình qua bến mà học kinh nghiệm thì phải được cũng bạn bè qua chơi bay hiểu không? Thôi nói lời chào đi rồi mình đi về. Dạ. Chào chào em. Chào em nào? Dạ, chào em trong máy chụp ảnh đó. Vâng. Chào em anh đi về. Chào ngốc không? Chào em anh đi về chứ. Có chào ngốc không? Dạ chào. Chào đi. Chào chú ông. Bữa nay bốn anh em tôi vô gặp được chú ông rất là vui. Rất là vui. Sao ngốc mà kêu bằng chú vậy? Thì mình như mà đặt kiện ra mình nói chú đi chứ cho nó vui đúng không? Chú bình thường kêu là gì? Chứ cái tên nó là tên cái con ốc. Mình đặt kiện ra mình nói chú ốc. Chú ốc cho nó nhẹ nhàng ha. Rồi nghe cái tên chú ốc cho nó có cái sự tình cảm, cho nó có vui chút. Cái tên nó là cái tên là con ốc quắn ha. Ở sau này nó hả gì vậy ta? Này gì vậy? Đó, cái miệng của nó ngậm. Ngậm gì? Nó ngậm ba cái nó đi nó bu cái hao. Kìa. Em biết nó à. Vậy cái bộ cái hao để mà nó lặn đi á. Đi đâu? Đi kiếm người yêu. Vậy nó lặn đi để mà đi kiếm tình yêu. Ờ kiếm tình yêu hả? Dạ. Rồi. Nó biết kiếm tình yêu nữa hả? Dạ nó biết. Ồ hay ha. Biết nó một lần đi kiếm tình yêu nữa kìa. Dạ nó lặn lặn đi để mà nó kiếm tình yêu. Vậy là nó chưa kiếm được hay sao? Nó lặn đi dữ hả? Nó lặn là lặn. Cứ như cái sự người ta cũng đi đi đến nơi nào để mà cho yên tĩnh ta nghỉ ngơi. Ừ. Bây giờ nó đi chưa? Dạ nó lặn đi đó. Lần đi đâu? Đâu? Vô hiểu cái hao nó lặn đi. Con nào đi kiếm tình yêu đâu? Nè. Nó lặn đi đó. À. Nó lặn đi lần từ từ, nó chậm mà nó đi mắng khoảng cách nó đi từ từ. Ừ. Sao mà nó đi chậm? Thì nó lặn đi chậm chậm để mà kiếm chỗ nào mà mình nghỉ ngơi cho nó ngủ ngơi cho riêng chắc. Cũng hay ha. Rồi thôi mình về. Dạ. Bye bye. Bye bye các bạn.